猜呢？受难。难啊，为你我去搞一下去吧。Hello， 是老爱呗。版本木 TV， 版本木 TV。Em không có mua TV anh ơi。Ở nhà em coi YouTube trên máy tính không à? Em lên trển em sợ anh giết tại vụ gamer em coi. Dạ. TV của anh không có hỗ trợ điều đó đâu anh à. Dạ. Em cảm ơn nha. Bạn muốn mua tủ lạnh. Em không mua tủ lạnh luôn anh, em không mua tủ lạnh luôn. Nhà đâu có gì đâu đựng. Dạ. Giờ không lẽ em đựng cái bộ máy tính của em đúng không? Cái bộ máy tính của em là em để lên YouTube em coi anh Chris Devil Gamer thôi. Mình hỏi người ta mua cái gì mình cũng phải suy nghĩ tí, không? Không phải cái gì người ta cũng muốn mua đâu. Máy lạnh máy già. Không, em không mua máy giặt luôn, em không mua máy giặt luôn, em mất dạy quen rồi nên không cần máy giặt anh ạ. Dạ. Ồ. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Đang làm clip mà cứ gọi rồi quảng cáo vậy đó, không hiểu nổi. Ê. Gọi nữa. Số khác, không phải số nãy. Alo. Chào hỏi, đây có phải là số của anh Chris không ạ? Dạ, xin lỗi ai vậy ạ? Dạ, em là khách hàng của anh. Dạ, không biết là anh đang mặc áo màu gì ạ? Dạ, mặc áo màu gì hả? Dạ, em đang mặc áo màu xanh. Đến điện máy xanh. Không điện máy xanh nữa nha. Trời. Tự nhiên hỏi người ta mặc áo gì cái. Đến điện máy xanh. Lào. Gọi nữa. Số khác nữa. Giờ sao? Giờ cứ điện máy xanh là tao đập mày nha. Nãy giờ tao quê mày đó. Mày đòi đập ai vậy mày? Ba mày nè. Ba gọi con. Mày gọi mày đập tao coi. Con đâu biết đâu, tưởng điện máy xanh nên con mới nạt. Chiều nay ở yên trong nhà cho tao. Tí tao về tao xử mày sao? Dạ. Yeah. Con biết rồi. Ba gọi mà tưởng điện máy xanh. Xin chào tất cả các bạn, giới thiệu các bạn, tôi là Võ Sư Dân Tỏ. Còn bên cạnh tôi là Võ Sư Tông Dân. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một bài cơ bản liên quan đến né đòn và đỡ đòn để làm sao không bị đau và không bị thương. Tông Dân. Với một người không biết võ, khi tôi đấm như thế này thì mặt sẽ giữ nguyên, thâm mắt, gãy răng là chuyện bình thường. Nhưng với một người biết võ, khi tôi đấm như thế này thì người ta sẽ né được, nhưng mà vẫn vỡ mồm, bởi vì bàn tay trái của tôi sẽ đấm vào mồm. Có võ cũng chết, không võ cũng chết, vậy làm sao chúng ta sẽ không chết và không bị đau? Ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Với một lực rất là mạnh từ bàn tay, khi đấm ra đến đường chừng, chúng ta sẽ dí mặt vào, dí tất cả, chúng ta sẽ dí để cạn cái lực của bàn tay thôi ạ. Và khi đó các bạn sẽ không bị đau, bởi vì cái lực mạnh nhất là cái lực mà đấm toàn bộ ra như thế này, còn cái lực nhẹ nhất là đấm ra đây, dí hết mặt vào, dí tất cả cái gì các bạn dí được để cạn nó lại. Thì đây tất cả là thủ thuật liên quan đến cái né đòn và đỡ đòn để không bị đau. Không né được thì phải dí. Né nó chết. Bây giờ né chết. Em hãy né theo kiểu tự nhiên của em. Né như thế này tôi không thể đấm được vào đây, mà tôi không thể đấm được vào đây, nhưng mà vẫn chết. Tôi sẽ bỏ vào đây. Né nó chết. Tốt nhất là không nên né. Dí hết tất cả mọi thứ vào. Dí như này là chết. Dí thật là nhanh. Dí vào. Đấy. Không bị đau. Khi mà dí được như này, chúng ta muốn làm gì chúng ta làm. Chỉ đây là tất cả thủ thuật liên quan đến né đòn và đỡ đòn để không bị đau và không bị thương. Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Bạn chỉ cần nhắn lại một câu rất nhẹ nhàng, tử thế thôi. Lộn cái bàn. Ok, mày đừng có thả thính bố. Ok, năm nay bố 25 tuổi rồi. Bố không phải là thằng con nít, đúng không? Từ cái lúc chia tay mày xong, bố có người yêu
sa tao cũng người yêu mới rồi. Ngon hơn nhiều. Tôi nói là biết ngực là không phải nói khúc nào là khúc đấy. Mẩy và không phải xe. Quên cái kiểu nhớ nên hỏi thăm đầy đọa đi. Bố cũng nhớ mày nữa. Nói thẳng ra nếu mà nói mày nhớ nhá, bố còn nhớ mày hơn cả nhớ người yêu bố mới chia tay nhá. Mày lại bảo mày nhớ nên hỏi thăm, nhưng bố phải gằn lòng, hiểu không? Ừ, thôi anh xin lỗi, anh không có ý nói to như thế. Anh ý anh là anh cũng nhớ em nhiều lắm, nhưng anh phải cố gắng kiềm chế bản cảm xúc của mình, muốn giữ cho mối tình cảm của chúng ta nó bình thường, được vẫn được thấy em, được gần gũi và chia sẻ với em. Thì anh cũng nhớ em nhiều lắm, nhưng mà nói là bạn thì cũng hơi khó em nhỉ, nên là lộn cái bàn nha, lộn cái bàn. Bây giờ của mình thì không có làm hot được. Đéo nhiều mà coi nó mày. Rồi giờ nhỏ nhỏ tao nữa. Tao làm vậy cái nhạc quá không mày? Không đâu. Cái nhạc quá là cho anh hút máu vô. Không được. Chê đụng quá. Ngứa cái mẹ nó chết luôn rồi. Trời ơi được rồi. Cái to quá sợ lỗ não nó luôn. Mày ụm đều nó đi. Còn tao có nhét con hang nó đâu. Bây giờ dài nha. Mày núp ở trên kia một chút đi mày. Có nhìn nó coi thấy mày, nó coi biết. Rồi còn tao chặt nó nha. Mẹ trẻ thù lại hôm bữa chứ. Ai biết hôm bữa mày chào tụi tao. Nói chung là sáng giờ là mình cũng cố gắng hết sức để trôi nó rồi. Nếu như mà các anh em cảm thấy video này hay thì nhớ like và subscribe kênh nhé. Chào tất cả các anh em nha. Đủ.